Chiều ngày 27 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công an đã tạm giữ 17 phương tiện trong đoàn mô tô có hành vi lưu thông trái phép vào cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn và đâm bị thương một cán bộ cảnh sát giao thông, đồng thời làm việc với các tài xế. Hiện còn 24 phương tiện cùng chủ xe vi phạm chưa đến làm việc theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các chủ phương tiện chưa đến làm việc khi tới trụ sở đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông ở địa chỉ số 319 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Để làm việc, phải mang đầy đủ giấy tờ phương tiện. Trước đó vào sáng ngày 26 tháng 8, tổ công tác thuộc đội 2 Cục Cảnh sát Giao thông gồm 5 cán bộ chiến sĩ do Thiếu tá Vũ Thanh Tùng làm tổ trưởng trong lúc làm nhiệm vụ tại trạm thu phí km 104, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn khi phát hiện một đoàn mô tô phân khối lớn lưu thông trái phép vào cao tốc. Khi Thiếu tá Vũ Thanh Tùng ra hiệu lệnh dừng xe thì bị xe mô tô do T, sinh năm 2000, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội điều khiển tông thẳng vào người dẫn tới bị thương. Qua kiểm tra, T không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Tại cơ quan công an, một số thành viên đoàn xe này khai nhận cả đoàn đi phượt về phía Lạng Sơn. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra vụ việc.